Em biết khi mới gặp chị không ưa gì anh ấy cả. Đúng là anh trai em và chị ở hai thế giới khác nhau, thế nên cũng rất khó để mà có điểm chung. Mà em cũng không hiểu tại sao khoảng thời gian này anh Hùng anh cứ tới tìm chị để làm phiền, lại còn nhờ chị tư vấn tìm địa điểm thuê cửa hàng nữa, mà không biết là chị đang bận trăm công nghìn việc như thế. Em biết chị cũng rất khó xử, thế nên em sẽ nhắc nhở anh ấy từ giờ không được làm phiền chị nữa. Đã có em giúp đỡ anh ấy rồi, việc chị đi với anh trai em thường xuyên như thế, anh Vinh mà biết em nghĩ sẽ không hay đâu ạ. Anh nghĩ chị Yên thực sự muốn làm bạn với anh á? Không nhá. Từ giờ anh cũng đừng tìm chị Yên để nhờ tư vấn cái gì cả. Em cũng là dân kinh doanh, cái gì em biết em sẽ hỗ trợ anh, cái gì mà em không biết em sẽ nhờ người hỗ trợ. Ok. Nhưng mà tại sao tự nhiên em lại gay gắt với chị như thế? Thế còn anh, tại sao anh lại thay đổi thái độ với chị như thế? Tại sao? Chị ấy tốt mà. Trước có thể không hiểu, nhưng giờ thì khác. Em cười như thế là có ý gì? Chả có ý gì. Em định ngăn cản anh thân thiết với chị Yên thì cũng phải có lý do thuyết phục chứ. Em đâu có quyền gì mà cấm cản anh. Đây là em chỉ cảnh báo anh thôi, đừng dây dưa anh chị Yên. Chị ấy không phải người đơn giản như anh nghĩ đâu. Ý em là chị định lợi dụng anh. Thôi, anh có gì mà người ta lợi dụng. Em đừng có thuyết âm mưu nữa đi. Anh biết là chị Yên yêu anh Vinh, đúng không? Thì sao? Thế mà chị ấy cứ lúc nào cũng à ơi, rồi tìm đến anh. Còn anh ấy thì lúc nào cũng chạy sồng sộc theo bà ấy. Lúc đấy chắc là bà Yên bị ông Vinh cho leo cây, hoặc là cãi nhau, thế nên mới như thế. Đến lúc người ta yên ấm rồi, người ta lại bỏ mặc anh. Lúc đấy chỉ có mình anh tổn thương thôi. Và tốt nhất ấy thì nên để ông Vinh yêu bà Yên đi. Dạo này anh Hùng với Dũng vẫn căng thẳng lắm ạ. Căng thẳng gì đâu. Con vừa nghe thấy hai anh em cãi nhau. Hình như có nhắc đến chị Yên hay sao. Bố cũng chả biết. Mà hình như là thằng Dũng nó khó chịu về việc sếp nó thân với thằng Hùng. Sao lại như thế ạ? Đi mà hỏi nó nhỉ. Mà anh Hùng với chị Yên thân nhau lắm hả bố? Có khi thế thật. Tìm nhà này, chốt hợp đồng này, chọn ngày khai trương này, toàn là cái Yên nó hỗ trợ đấy. Nó lại còn tìm cái mối khách nữa cơ. Bố. Hả? Có khi nào hai anh chị ý chịu? Sao mà biết được. Mà thế cũng tốt chứ sao. Con bé nó cũng ngoan. Tôi đoán đây rồi nhá, chưa nói gì đâu. Bố cứ úp mở như thế còn càng nghi ngờ thêm rồi. Nghi là việc của chị ấy. Biết vì sao anh được sinh ra trên cuộc đời này không? Là để chăm lo cho em đấy. Thế giới ngoài kia quá rộng lớn, em cũng muốn được thử một lần. Vấn đề của cậu bây giờ là cậu đang thiếu tự tin vì cậu còn trẻ, chưa có thành tựu gì cả. Không ai được phép coi thường em, trừ chính bản thân em. Cậu ấy đúng với cả chị nữa. Có chết đói con cũng không bao giờ cầm tiền của mẹ một lần nữa. Cái thằng kia, cuối cùng là mày cần cái gì? Con cần làm những thứ lớn lao. Cái gì? Có làm được không? Tao làm được. Anh cứ coi em như là trẻ con lần đầu nhập mẫu giáo thế. Em cảm thấy cách anh chăm sóc em là gánh nặng. Là
làm giàu không có. Làm giàu không có. Tỉnh ngộ đi, đừng mơ mộng nữa. Đúng, trong cuộc sống này chẳng có điều gì là dễ dàng cả. Chỉ cần cố gắng hết sức đã là thành tựu rồi. Chị Yên, em xin lỗi chị. Em vừa đi công việc với sếp Vinh nên không kịp xin phép chị ạ. Giờ này cậu bận thế à? Hôm trước họp phòng thì xin nghỉ, hôm nay họp dự án thì đến muộn. Cậu hay bất cứ ai trong phòng này về cơ bản trách nhiệm là ngang nhau. Tại sao mọi người thu xếp được, còn cậu thì không? Dạ, vì... Vì cậu ta đi với tôi. Có một số việc tôi cần cậu ta xử lý. Và sau này, có những lúc tôi cần dùng đến cậu ta. Tôi có phải xin phép cô không? Dạ, em không dám ạ. Nhưng sếp cũng nên thông báo qua với em cho đúng quy định. Em cần nắm bắt được tình hình của nhân viên. Dũng thuộc quyền quản lý của phòng kinh doanh. Em cần nắm được công việc của cậu ấy để sắp xếp và điều chỉnh nhân sự sao cho hợp lý ạ. Tuyệt vời. Một trưởng phòng mà lo lắng công việc của công ty chu toàn hơn cả giám đốc như thế, thật là đáng mừng. Cảm ơn trưởng phòng Yên rất nhiều. Đợt này về con thấy sức khỏe của mẹ yếu đi rồi. Trang trải giao nhà mình bây giờ thì buôn bán khó khăn. Con muốn làm trụ cột kinh tế cho cả nhà, rồi còn lo cho bố mẹ với cả em nữa chứ. Con dài của bố lớn thật rồi. Mà này, làm gì thì làm, bố mẹ không thể sống với các con mãi được. Mai kia bố mẹ 250 rồi, con và em phải yêu thương đùm bọc nhau chứ, nhớ chưa? Vâng. Lấy cho bố cái nồi cơm ra đây. Trời ơi, người ta nói bà bầu đã ăn theo nhu cầu. Mình ngồi bao đi. Giờ con nó đói thì nó sẽ đòi. Đang nghe hay cứ gọi ra ăn cơm. Cô cháu mình còn cả đêm nay nữa cơ mà. Cô ơi, muốn đầu tư ấy thì mình phải tìm hiểu và tính toán. Chứ nhiều người không hiểu, cứ lao vào ầm ầm rồi mất hết ý. Đúng rồi, việc này thì cô ngu ngơ lắm. Cho nên bao nhiêu người rủ dê cô có dám đầu tư đâu. À, còn một món đùi gà Tần Thuốc Bắc của mẹ Kim Cương, anh lấy ra đây. Mẹ ơi, mai thì Hùng mà khai trương cửa hàng, chắc con phải lên sớm. Ồ, đi luôn á? Đi chứ ở mãi sao được ạ. Thế là mẹ quyết cái gì ấy? Mẹ quyết luôn đi. Kìa anh, sao cứ vội vàng thế? Để bố mẹ suy nghĩ đã. Ừ, đúng rồi, đầu tư là không được vội vàng. Mình cứ phải nick no cái bụng đã, rồi làm gì thì làm. Này, của mẹ Kim Cương đây. À, mời cả nhà. Vâng ạ, con mời bố mẹ. Em mua quà tặng cả nhà mà, ai cũng nhận. Tại sao chị lại không nhận quà của em? Chính chị mà không tôn trọng cảm xúc của em ấy, như thế là không công bằng. Nếu em mua quà thì chị giống mọi người, chị sẽ vui vẻ nhận. Đằng này em lại tặng cho chị món quà rất đắt tiền, em phân biệt chị với mọi người, chị cảm thấy không thoải mái. Em thích phân biệt chị với mọi người vì chị là người quan trọng, vì em thích chị. Tại sao em không được tặng quà đắt tiền cho chị? Chị nói chị thích mỗi con trai giàu có hơn gì.